Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Phạm Quý Tiêu trong sáng ngày hôm nay đã có mặt trên một chiếc máy bay của quân đội ra khu vực tìm kiếm máy bay Malaysia bị mất tín hiệu. Cũng trong ngày hôm nay, Thượng tướng Đỗ Bá Tỷ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định máy bay của Việt Nam bay từ độ cao 1.500m đổ xuống, còn các nước tham gia tìm kiếm sẽ bay từ 1.500m trở lên để thực hiện việc tìm kiếm. Các máy bay cứu hộ, cứu nạn trong ngày hôm nay đã cất cánh từ các sân bay Vũng Tàu, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Cà Mau và Nam Căn đến khu vực tìm kiếm. Theo Hải quân vùng 5, khoảng 40 cơ quan báo đài trong và ngoài nước đăng ký tác nghiệp, trong đó có đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, truyền hình Hồng Kông.